Đó nhìn mấy lực sĩ này bẻ nhìn đã chưa? Cái lò xo này mình nghĩ cũng nặng nha. Ồ, đầu lông đao luôn. Ủa bạn làm gì ngồi đây mình chứ bạn? Ủa mày làm có gì say xưa dữ bạn? Nè mày lại đây mày coi nè, mày coi lực sĩ của anh ta nè, bẻ lò xo 100kg nè mày ơi. Bẻ lò xo 100kg luôn hả? Ừ. Trời ơi, ba đâu quẻ lò xo 100kg nè, ai bẻ chẳng được mày, tao bẻ cũng được nữa nè. Trời Hẹp, tao thấy mày hơi nổ quá rồi Hẹp. Sao? Mày coi lại cái tướng mày đi. Ừ. Như còn mai vậy á, đứng còn vững chứ đó, đòi bẻ 100kg. Mày coi cái tướng của ta nè, bự con gì bẻ mày nổi với mày. Trời, thấy chỗ tao không? Bẻ 500kg không nổi đâu mày ơi. Trời, nhìn cái bụng tao nè. Hả? Dễ ơi, dễ chưa? À cái tướng mày hả? Đây ôm vô ôm nhách rồi, lấy tay chỉ cũng té đi chứ đó, đòi bẻ là so. Trời, vậy là mày không biết Lý Tiểu Long rồi, mày biết Lý Tiểu Long không? Biết rồi sao mày? Tướng nó có chút ép vậy nè. Ừ. Mày quýnh mấy thằng mẻ heo, quýnh mấy mẻ chỉ đâu nổi đâu mày, quýnh đâu lại đâu. Trời ơi, cái đó người ta có võ thuật, có công phu đàng hoàng người ta mới quýnh được chứ. Mày có miếng công phu nào ha, đồ quýnh. Mày nhìn nè, bu, thấy chưa? Kho, chết mẹ mày rồi con. Trời ơi, mày Hiệp, mày hí dụ đấy nhẹ nhẹ chứ làm gì nó mạnh của mày. Trời ơi, tao mày không biết hả, mấy vô thực á là tao đá nhẹ mình mạnh để giờ tao đá cái nữa ha. Thôi đi ba ơi. Mày nhắc tới vụ lò xo tao mới nhớ mày rồi. Nhớ gì nữa? Hôm bữa tôi nói với tao là tôi sẽ mua gậy lò xo 120kg mày ơi. Dữ hả? Ừ, mà không biết dạo này tôi mua chưa mày? Tao cũng biết nữa, hỏi bạn đi, bạn con tôi cả. À, nhắc vụ này mới nhớ nha. Mà tao nói thiệt tụi bay đừng buồn nha. Sao? Cái tướng con bay á điện nhắc tiếng về sao bẻ cây 120kg nổi. Trời ơi, mày không biết rồi, tao bẻ nổi nè. Thấy tao mới đáp cái ông gãi tay luôn á. Thôi mày ơi, bây giờ mày muốn bẻ 120kg phải không? Ừ. Trước tiên mày phải bẻ mấy cây của cha tao nè mày. Mấy cây của cha tao chế á là chừng cả mấy chục ký, 100kg mày ơi. Trời ơi, mấy cây cha mày tao bẻ được nữa, nó như cái cổng nó dồi à. Rồi sao? Đâu đó. Thấy chưa? Anh Tư vậy thôi mày ơi. Thôi vậy mày vô mày bẻ thử ngay, nếu mà bẻ được á thì cha tao mua 120kg cho tụi bay bẻ. Trời ơi, chơi luôn sợ vậy. Ok. Rồi. Let's go. Xin chào bạn. Chào bạn. Chào bạn đến kênh Tư Khải TV nha. Đó thì bữa giờ mình đã hứa với tem mình là mình sẽ mua một cây mà xo xo bạn ơi, 120kg cho tem mình bẻ. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì tướng mấy đứa là đứa nào nó nhỏ xíu à, mà ấm nhớm nhất là đặc biệt Hiệp nè, các bạn coi nè. Trời. Cơ bắp không có là sao bẻ nổi 120kg mà kêu mua. Trời anh Tư ơi, anh Tư cứ mua về đi em bẻ được hết rồi anh Tư. 120, 300 em bẻ không được hết trơn á anh Tư. What the hell? Thì ngày hôm nay nói chung là mình sẽ mua nha, mình hứa mình sẽ mua. Nhưng mà trước khi mà em muốn bẻ 120kg thì phải vượt qua thử thách 120kg đây nè. Này hả? Đúng rồi. Trời này khỏi bẻ đâu anh Tư ơi, cái này là bo hay bằng bẻ cũng được rồi đó chị em anh Tư. Được không con? Hả? Cái này nhớ một lần anh Tư nói là 100kg mà anh Tư ơi, giờ sao 120kg rồi. Trời ơi, tại vì bữa là mình ra cái tiêu chí là cái cây này chỉ có 100kg thôi, nhưng mà các bạn ơi mình bẻ không có nổi cho nên mình nâng tầm nó lên 120kg. Đó thì ở đây bạn coi nè, đây là 30kg nè. Quá trời. 50kg nè. 80kg nè. 100kg nè. Và đặc biệt cây này là cái cây đồ lông đao 120kg nha. Trời anh Tư ơi, vậy anh Tư giỏi vậy, em bẻ này còn nổi mà anh Tư bẻ không nổi anh Tư. Không có nổi nữa, bây giờ hãy vô thẳng vấn đề luôn. Thì ngày hôm nay là mỗi một cái cây đều có cái giải thưởng đặc biệt riêng hết trơn à. Đứa nào mà bẻ gãy được công được cái nào lại á là sẽ được nhận giải thưởng từ cái cây đó. Đó có phần quà hết trơn à. Cây này 30kg hả anh Tư? Đúng rồi. Một cái nhìn này giống xe u của Phake với anh Tư. Trời gì cái quậy á, chắc là cái cây đó quá. Trời sao hả? Cái cây màu đen đó của ông bạn chắc luôn á. Thôi mày đừng có xàm mày rồi. Thôi thì bây giờ là mấy đứa có ý kiến gì không trước khi vào trận đấu quyết liệt này? Trời ơi chơi đi anh Tư ơi, mấy cái này em bẻ lẻ lẻ về em còn nó cơm nước vợ con nữa anh Tư. What? Thôi thì bây giờ thanh niên nào xung phong trước đây? Ở quán chơi chơi em thấy này hơi sai đó trời. Sao sai nói đi. Ở mấy anh nè bữa con nè, mấy anh này bẻ này nổi nhưng mà con bẻ không nổi cha nên cho con tì đi cha. Hả mấy đứa kiến sao? Thôi tì đâu mày đâu có chuyện ơi, cái này bẻ không là được rồi. Ờ nhưng mà mấy anh bữa con mà mấy em nhỏ con sao bẻ nổi? Chưa chắc á, chuột của cưng bự hơn chuột tụi anh nhiều, người tôi chuột anh có xíu vậy. Thôi thì để đáp lại cái lời của bác Diễn nói thì bây giờ mình sẽ cho nhân phẩm hết trơn á. Nói chung là đứa bự đứa nhỏ thì cho ngang cơ với nhau hết trơn à. Thì trong đây nó có 3 tờ thăm, nghĩa là đứa nào mà vô may mắn cái này nè, nếu bẻ không nổi thì chúng ta sẽ bốc thăm. Okay. Bốc thăm một cái tờ tì thì được tì, còn một cái tờ là không được tì sẽ bẻ không tì, hiểu chưa? Okay. Mà có một tờ đặc biệt hơn nữa thì mấy đứa có quyền nhà đồng đội, tại đây có tờ nhân phẩm nè, nếu mà mình bẻ không nổi thì nhà đồng đội mình bẻ rồi sau đó chia tiền ra được không? À ok. Rồi thì bây giờ nào bẻ trước đi, cho nhỏ lớn đi được rồi. Okay. Cho lớn nhỏ đi. Thôi cho Hiệp sĩ bẻ cho đi được không? Hiệp sĩ lấy gãy lắm mà. Rồi gãy lắm. Ba này cái nhỏ đi chứ, cái nhỏ tới lớn đây rồi. Cái này hả, 30kg hả?
đẹp coi cái chầm làm cũng đẹp đẽ á, tướng dáng gọn gàng á. Thôi giờ vô thẳng đề bẻ Hiệp ơi. Trời cái này với hẹt mày ơi. Ơ giỡn người ta là dễ. Thử nó cục kẹo. Ok một cục kẹo. Rồi em bo cầm vô nói đi bo. Ơi là chục ký hả? Cái này cho thấy khó khăn dữ ta. Cái nào không bẻ được có thể bỏ qua. Vẫn dụng hết nửa công luôn tôi ơi. Ghê vậy cơ bắp ghê ta trời trời. Cái mạng ảo mới mua đó. Ôi trời ơi dễ mà dễ ăn tôi ơi. Dễ ăn dữ ta. Cái này hả? Đây nè. Trời được cây yếu xích nữa hả? Ờ hai cây rồi đó. Ký kìa. Cái này hả? Mày thấy bự chưa? Cái này đang cái đồ lông đao trên mạng của người ta luôn mày ơi. Đúng bẻ không nổi có thể bỏ qua. Sao nó nặng dữ ta? Suy nghĩ kỹ đi bẻ phải động lực lên nha. Phải cái này không nổi quê chết á. Được tiền không tới? Hả? Được tiền không? Không có tiền, tiền cây đồ lông đao thôi. À thấy nó hơi nặng rồi đó. Chớ luôn. Rồi. Vậy được chưa anh tới? Nó mạnh dữ rồi ta, ghê vậy. Trời ơi. Ok, em... được lấy bình bánh đi. Đây. Điểm rồi. Cái này sao lung dữ ta? 100 ký nè. Cây này là 100 ký nha các bạn. Đồ lông đao màu đen. Từ từ đây. Để giờ em sử dụng hết tất cả nội công em luôn nè. 1, 2, 3. rồi cây to rồi, cây to rồi, xong rồi, đổ xong rồi, cây này không nổi nữa, lại luôn nha. Nè lên, nó chỉ vậy. Rồi, xem rồi, rồi, xong rồi. Rồi, bạn coi, cái này có 100 kg à, không nổi rồi, 120 kg rồi, ok, vậy là nước ngọt không được nhận. Không em, cho bé lại được không? Không được, cũng được, qua rồi thôi, để bây giờ mang bẹt cái này. Cây này em bé nổi không? Cái này hả? Ừ. Thế thử anh tôi lại. Trời ơi, 100 kg xe không nổi cây cho 100 kg. Ừ. Mày phải sử dụng quá tất cả rồi. Rồi rồi. Đâu? Rồi sao cởi áo luôn cho mày ơi. Cởi áo luôn mày mẹ. Vô nào bóp. Ờ. Ai ba. Đồ mà nó cái. Trời ơi bóp. Không. Trong đây có ba người trợ giúp nha, nếu bẻo lỏng quyền không tâm nha. Để bóp âm anh tôi lại. Tâm đi. Rồi, lật ra. Không được tay. Rồi. Được không? Được không? Có bẻ không? Được rồi. 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 Nổ nè. Ờ. Có nổ nè. Ê. Bê. Dâm xê. Ờ. Má nó đổ hứng lên ngang quần rồi. Dẹp đi anh Tư ơi. Cây này em thấy 150 kg mới đúng á anh Tư. Ok. Như vậy là em sĩ gì có 3 món quà nha bạn ơi. Thứ nhất là 30 kg nè. Thứ hai là 50 kg nè. Thứ ba là 80 kg. Ok. Cũng được được 3 vòng ngang rồi. Tiếp theo ai đây? Đi em Tư ơi. Rồi tiếp. Bò biết không? Ok. Dạ em bẻ 3 kg nha anh Tư. Ok. Bo vậy chứ mạnh ghê vậy ta, ghê vậy ta. Đến đây. Wow, bo được một cái kẹo nha. Rồi chuyển cầm bo đã. Ơi, chết. Rồi, cầm nó chuyển rồi. Rồi tiếp theo cây 50 kg. Dạ. Mạnh lên. Đổ. Đổ. Bo lực sĩ dữ rồi trời. Đi lại nè. Quá dữ, quá dữ, quá dữ. Trời ơi, nổi không, nổi không, nổi không. Đây em ta. Đó, đó. Đó. Cáo luôn, cáo luôn. Đổ. Rồi, rồi, rồi. Dữ vậy. Ghê quá, ghê quá. Động lên. Ờ cơ bắp ra. Ồ. Ồ dữ quá. Yeah. Dữ dữ. Quả theo. Anh ơi, tiếp theo tới cây là cái cây này nè, anh tôi nghe tôi nói nè. Cái cây này là chỉ nó đã kho nó không nổi rồi. Nếu em nổi là nước hay luôn nha. Đó cái lên. Nó đen dữ lắm á. Mở lên. Đồ, đồ. Dữ trời. Trời. Ơi, quá hay rồi. Một chai nước ngọt xuất sắc lấy ngọt cái đó liền. Trời trời trời. Quá hay luôn các bạn ơi, quá lịch sử quá. Rồi, còn cái này trước đi, bốc khăn trước đây, bốc khăn trước đi. Ok, cho mượn cái quần đổi cái kia. Đã lên. Không được tiền luôn các bạn ơi. Không được tiền, như vậy là bo không được tiền nha các bạn. Lỏ lỏ rồi. Các bạn chờ xem cái này bo thử được nha. Lỏ rồi. Cái này nặng lắm mấy bạn ơi. Lỏ luôn rồi. Không nổi anh Tư ơi. Ok, như vậy là hai võ sĩ chúng ta, lực sĩ chúng ta không thể nào mà vượt qua cây 120 kg nha các bạn. Okay. Nhưng mà dù sao bo cũng vẫn thắng hiệp sĩ. Rồi, tiếp theo phát triển đi. Ok dạ. 30 kg các bạn, 30 kg này thì nè đi đi vàng kia quá đơn giản không ơi. Ok. Cái gì nó mang á, lên bên trên. Ok. Chấp nhận một cây. Nè. Đây, một cái kẹo phát triển nha. Rồi bo cầm lên phát triển đi. 50. Rồi 50 hả? 50 nhìn khá khó khăn nha các bạn. Thử lên. Cố lên, cố lên. Cái bạn. Yeah, phát triển được 2 cây rồi. Tại cái cây này. Có dữ, có dữ. Cũng nặng á, vậy thôi anh nghĩ chắc cưng bỏ cuộc ở đây rồi. Đồ lông đao. Cái cây thì sao nặng vậy, chưa mẹ thấy nặng rồi đó. Được rồi, được rồi. 50 kg vậy? 80 kg. Ờ, trời. Không thể nào chê những bạn nhỏ này được nha các bạn. Thôi rồi, anh nghĩ phát nên dừng lại đi chứ cái này he nó bự nó to vậy này chắc phát cả thai luôn rồi. Thôi nè, nó kinh thường em rồi, để em thăm áo con cây.
ơi. Đồ. Đồ tới ngày nay cũng săn vé hết rồi anh Thần. Thay áo luôn. Thay áo luôn coi chi. Body 6 muối gom lại một cục. Ủa đâu 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 dở 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 dở. Hết cứu rồi vậy. Không, không. Không cứu vậy. Ok. Như vậy là phát triển thôi bọn bạn ơi. Vậy là phát triển được 3 vòng nha. Ok. Ok. Rồi, cũng xin chúc mừng phát triển luôn. Còn tiếp theo ai đây? Tiếp theo tới coi vậy rồi. Ok. Nó chưa mê nè, thấy rất là đơn giản vậy. Nè 30kg nha bạn. Ừ. Rồi, bơi kế bình thường thôi bạn ơi. Quá dữ. Ok. Được một cái kẹo. Ok. Cầm vô hẹp. Ok. Cầm nữa ăn với mày. Giận tí tôi. Tiếp theo tới 50kg nha bạn. Được không? Được không? Rồi. Cũng khá đơn giản luôn mọi người. Bạn nào cũng đi tập gym á. Tiếp theo tới cây 80kg nha bạn. Thôi nó bự nè. Để nó mẻ hết nha. Nổi không? Nổi không? Ơi nổi không? Trời trời trời. Ghê vậy trời. Trời nha bạn. Trời. Ôi, chiếc này ghế của bạn chắc đeo dữ lắm á anh Tài. Sao hả? Nó bẻ em ba cây này, cây nào cũng dễ dàng á anh Tài. Thằng cây này là cứ nói giỡn nghe, cây này là đồ lông đao màu đen nha. Ok mọi ba vô vô. Không nổi rồi, không nổi rồi. Yeah, quá lực sĩ bạn ơi. Quá dữ, quá dữ, dữ. Vậy là được chai nước ngọt luôn. Ok. Rồi, còn vòng cuối cùng với bạn trọng nào, bốc thăm đi. À, bốc thăm đi. Môi Phật cho vô tì chứ không tì bẻ nổi rồi. Nãy giờ cái game chạy nhất vừa ai lượm nha bạn. Rồi. Cái này cái gì? Không được kỳ. Không được tì luôn bà, ngày nay tem mình xui dữ ta. Rõ rồi. Không. Hai, ba, lớn. Cầm chặt nghe để nó bung vô cái mỏ là gãy răng luôn á. Đồ, đồ, đồ. Cố gắng lên. Có quyền bỏ cuộc nha. Mò quá. Chơi hết gà mày luôn à. Không. Hai, ba, vô. Rồi, như vậy là tem mình nãy giờ mình thấy là chưa có ai vượt qua được cái cây này nha bạn. Coi vậy mình chế lợi hại quá chứ. Rồi, ngày người cuối cùng là phát ghe nha. Trời ơi, tôi ơi, cây 30kg này dễ dàng luôn tôi ơi. Đâu bẻ này bà kia thì các bạn thấy không, cơ bắp rất là bự luôn. Quá, quá hay luôn. Một cây nè, 50kg giờ thấy hơi mệt rồi đó. Lên kiếp không? Hiệp cổ vũ trong đội Hiệp ơi. À, 50kg dễ luôn. Nãy giờ ai cũng bẻ được mấy này, tới cái này mới khó nè. Tới cái này hả? Ờ, cây lắm luôn Hiệp. Rồi. Ok, vậy là bà Ken cũng vẫn bẻ được nha bạn. Đó, cây này cái cây của bạn nè, bẻ được là mình lụm được luôn á. Đó, cây này vừa cao to vừa đen thôi nữa nha. Trời ơi, coi nè. Trời ơi, gãy cây luôn rồi, ghê chưa? Ghê, ghê. Trời ơi, gãy cây của mình luôn các bạn ơi. Ơi kìa, nó hiện luôn chứ, cây nãy giờ tem chưa ai làm được á. Giờ mày làm được là tao đi đầu bằng đất luôn á. Ủa, đi đất bằng đầu luôn á. Tao đi đầu bằng đất luôn á. Ủa, đi đất bằng đầu luôn á. Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. Là sao? Đi đầu xuống đất. Đi đầu xuống đất á. Rồi ok, mày nói đi nghe. Ok. Cái nào cái này phải không? Rồi. Ok, rồi bốc thăm đi. Ok. Đừng cho tì. Tì ơi, tì không? Tì. Có thể nhờ đồng đội. Có thể nhờ đồng đội. Rồi bốc liên tờ nữa. Có ai nhờ đồng đội? À, đồng đội được tì hả? Sao đồng đội được tì không tì? Được tì. Bạn là nhất, bạn là nhất nha. Quánh đồ heo hoặc keo hết, dữ vậy trời. Bây giờ mẻ được tì trước đây xong rồi mẻ không nổi thì nhờ đồng đội. Ok, rồi tiếp theo. Coi bà càng ngày nay phải keo thử cũng hát được kỷ lực nha các bạn ơi. Chúng ta chờ xem rất hồi hộp nha. Phút giây căng thẳng chờ đợi hát trong ca. Lượm tiền. 1, 2, 3. Được không? Được, mấy đứa thấy chưa? Lượm tiền. 1, 2, 3. Được không? Được, mấy đứa thấy chưa? Oh! Wow! Xuất sắc luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ ông nhà đồng đội ai một người nữa anh tôi coi thử coi. Giờ ông nhà đồng đội hả? Ừ. Giờ nhờ bạn Hữu đi tôi ơi. Bạn Hữu phải không? Được tiền phải không? Ok, okay. Như vậy là phát ke nó được 200k nha bạn. Nếu mà lần này, nếu mà thành công nó phát ke cho được 400k. Cố gắng lên nha. Ok. Dạ dạ. Được tiền á. Được tiền á. Đúng rồi. Mà hai quá. Đi đuổi á. Biết thì đuổi á. Ông phát ke từ từ bạn ơi. Gì vậy? Gì vậy? Nãy tao đi đò, tao đi hướng mày ơi. Hướng cái gì? Ờ, phải bẻ đi mày ơi. Trời ơi, thằng này bẻ sắp được rồi. Bẻ lên, bẻ lên. Bạn Hữu tưởng này khá là to con, không biết bẻ nổi không nha bạn. Cố gắng lên. Trời ơi, trơn quá. Chùi két nè. Keng. Được không? Không nổi rồi. Ok, như vậy bây giờ mình sẽ nhờ một người nữa chết cho bạn ơi. Thì ngày nay là bo là nhỏ nhất tem nha.
Thì bây giờ mình sẽ cho bo thử thôi nha. Thì nói chung là bắt em được 200k rồi. Bây giờ là bà ngủ thua rồi nha. Rồi bây giờ sẽ nhờ bo thử coi. Theo em tùy em bẻ nổi cái này không? Đó anh Tư. Ok coi bo thử coi. Rồi anh Tư cầm giùm cho. Em cầm giùm. Đồ ghê quá ta. Cậu quần lối ơi mày. Chúng ta chờ xem ngày hôm nay nghe nhỏ sĩ nhỏ nhất em nha các bạn. Đây đó. Đồ. Từ từ mình tới. Ừ ôi, không nổi rồi. Kẹp vườn. Từ từ. Quá. Không nổi rồi. Kẹp vườn. Không nổi, từ từ. Quá. Damn. Xuất sắc bạn ơi. Rồi, như vậy là ngày nay team mình rất là thành công bạn ơi. Thì thứ nhất là bo, với thứ hai là phát nghe đã được vô vinh danh cái giải nhất nha các bạn. Thì ngày nay là nói chung là em được mấy cái? Em được 3 cái rồi anh Tư ơi. Chuyện 3 cái không chờ. Bạn ngủ. Con được 1, 2, 3 cái rồi. 4 cái. 4 cái, còn phát nghe là 5 cái phải không? Đúng rồi. Rồi, bo được nhiêu phần quà bo? 4 phần quà anh Tư ơi. Ok các bạn ơi, thì ngày nay nói chung là có thắng có thua nha. Thì team mình nó đều có phần quà may mắn hết trơn à. Nhưng mà xuất sắc nhất thì là phát nghe nha. Với lại là bo thì thôi mấy anh em mình chắc cũng xin dừng video tại đây bạn. Thì ngày nay mình nói chung mình cũng làm mấy cái này ra để mình cho team mình nó bẻ giải trí chơi thôi bạn ơi. Chứ thật sự mấy cây này mình nghĩ không tới 120kg các bạn ơi. Thì các bạn đừng hiểu lầm nha. Thì đó mình chỉ cho anh team mình thôi. Mấy đứa phát biểu giờ. Dạ anh Tư ơi. Trước khi hết clip em có này muốn nói nghe anh Tư. Nói đi. Dạ mốt có gì anh Tư mua gẹ xoay nhiều lên cho tụi em tạm Tư ơi, để có cơ tay bụng 6 muối rồi anh Tư. Không khoan Tư ơi, mới đầu clip là Hiệp nó nổ lắm, 140kg còn bẻ nổi mà. Giờ giỡn này, quá. Ký bẻ không nổi nha. Tại nay chưa cơm mày ơi. Đó thừa đó. Bây giờ là chắc anh Tư cho em mượn ngày này về anh tập đi ha. Ok anh Tư ơi. Thì nếu bạn yêu thích video cho mình xin một like. Được kiếm được chia sẻ đi làm động lực nha bạn ơi. Còn bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.